Sơn Tùng MTP nhá hàng ca khúc mới, netizen réo gọi hài tú KICM. Sau khi Sơn Tùng cập nhật bài đăng mới nhất trên trang cá nhân về MV mới sắp ra mắt mang tên Muộn rồi mà sao con, nhiều khán giả nhanh chóng réo tên hài tú. Những ngày qua, sự xuất hiện của Sơn Tùng trên mạng xã hội với những bức ảnh cùng caption đầy ẩn ý đã liên tục gây bão với lực tương tác khủng. Rất nhiều người cho rằng anh chàng đang chuẩn bị cho sự trở lại với đường đua âm nhạc và đúng như dự đoán, nam ca sĩ đã chính thức lên tiếng về dự án âm nhạc mới này. Mới đây, trong một ngày sau khi check ra mắt MV Lay La Lay, Sơn Tùng MTP cũng chính thức trở lại đường đua V-pop bằng việc nhá hàng những giai điệu đầu tiên cho sản phẩm âm nhạc mới Muộn rồi mà sao con. Sau nhiều tháng im ắng vì loạt ồn ào liên quan đến âm nhạc và tình cảm, sản phẩm lần này của Sơn Tùng rất có thể là ca khúc thứ hai đến từ album Phòng Thu Chúng Ta sau MV Chúng Ta Của Hiện Tại. Trong video mới đăng tải, Sơn Tùng ghi hình tài chính khu nghỉ dưỡng sang trọng mà anh đã check-in trên trang cá nhân. Những ca từ, giai điệu đầu tiên đến từ ca khúc Muộn rồi mà sao con cũng được hé lộ. Cụ thể, anh chàng đăng tải đoạn teasing audio kèm chia sẻ Sơn Tùng MTP Muộn rồi mà sao con teasing audio. Và xin chia sẻ với mọi người rằng, ngày mai vào lúc 19h58 sẽ có một thông tin vô cùng quan trọng xuất hiện tại đây. Hẹn gặp mọi người vào lúc đó nhé. Tin gì vậy ta? Hãy cùng chờ xem. Nhiều khán giả bày tỏ rằng chiếc beat của Sơn Tùng MTP khá chill. Bên cạnh đó, một số người còn phát hiện, hóa ra caption của ba chiếc ảnh mà Sơn Tùng đăng lúc 1 giờ sáng, 3 ngày liên tiếp gần đây, ghép lại sẽ thành câu hát. Rõ ràng, Sơn Tùng chưa bao giờ làm việc gì thừa cả. Đặc biệt, khép lại đoạn clip, dòng ca Hãy Trao Cho Anh cũng cho biết, hãy cùng nhau chờ đón món quà tiếp theo từ MTP Entertainment và ca khúc mới nhất của Sơn Tùng MTP, Muộn rồi mà sao con làm gì thì từ từ sẽ biết nhé. Động thái này của nam ca sĩ đã khiến cộng đồng mạng nháo nhào với lượt tương tác tăng chóng mặt. Ngay dưới phần bình luận, người hâm mộ liên tục bày tỏ sự phấn khích và rất mong ngóng ngày ra mắt sản phẩm âm nhạc của giọng ca gốc Thái Bình. Năm nay chủ tịch hứa hẹn sẽ comeback cực mạnh. Càng ngày càng mê và nể phục anh Tùng, mặc cho ai nói gì về anh đi nữa. Anh chỉ im lặng và chứng minh bằng hành động, bằng những sản phẩm âm nhạc của mình, Love You 3000. Cuối cùng anh cũng đã chịu comeback. Nhạc sếp nghe mà feel, cuốn quá, hóng đến ngày mai lắm luôn. Tuy nhiên, khi Sơn Tùng comeback ngoài những lời khen có cánh, cư dân mạng cũng đưa ra các ý kiến trái chiều. Một số khán giả vẫn không quên được drama trà xanh trước đây của Sơn Tùng MTP. Nhiều người đã nhanh chóng nhắc đến Hải Tú, nữ diễn viên độc quyền của công ty MTP Talent khi vướng scandal, bị nghi ngờ là người thứ ba. Hiện tại, phía Hải Tú vẫn chưa có động thái gì mới sau những bài đăng của Sơn Tùng MTP. Nữ diễn viên cũng đã im lặng kể từ khi ồn ào tình tay ba diễn ra trên mạng xã hội như mất tích khỏi showbiz. Sự xuất hiện trở lại lần này của Sơn Tùng MTP không chỉ khiến cho cộng đồng fan như ngồi trên đống lửa, mà nhiều nghệ sĩ cũng vô cùng phấn khích. Trong đó, nam producer KICM là một trong những nghệ sĩ đầu tiên chia sẻ teaser audio này cùng dòng trạng thái đấy đấy đấy, trời ơi, bánh cuốn quá. Tuy nhiên, động thái ủng hộ Sơn Tùng MTP của KICM lại bị không ít anti-fan cho rằng anh hám fame. Cụ thể, bên dưới phần bình luận đã có một số ý kiến từ anti-fan với thái độ mỉa mai vì KICM chia sẻ teaser audio của ca sĩ đàn anh. Trước những ý kiến này, KICM cũng không ngại ngần lên tiếng. Nam producer cho biết, việc đăng tải dòng trạng thái là gửi đến đúng đối tượng và không né tránh. Anh còn gay gắt ẩn ý gửi lời đến anti-fan. Những bạn fan nào không liên quan màng vào đây bình luận, oán hận thì chỉ chứng tỏ thần tượng bạn có vấn đề với anh Tùng. Anh Tùng vào nghề trước mình, nổi tiếng và thành công thế nào thì ai cũng biết nên chia sẻ là chuyện bình thường. Khi nào ra bài chính thức, mình sẽ chia sẻ nếu thấy thích. Cuối cùng, sau khoảng thời gian khiến khán giả chờ đợi, nam ca sĩ đã đáp lại người hâm mộ bằng một món quà đặc biệt nhất. Chắc hẳn, sự trở lại lần này của Sơn Tùng MTP sẽ đem đến bom tấn trong thị trường âm nhạc và hứa hẹn phá vỡ nhiều kỷ lục trong nước cũng như trên thế giới.